Top 10 quốc gia ít người biết đến nhất trên thế giới. Xin chào các bạn. Trên thế giới hiện nay thì có tổng cộng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, và đây cũng chưa phải là con số chính thức vì còn rất nhiều các định nghĩa khác nhau về quốc gia và vùng lãnh thổ. Có những quốc gia rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như trên thế giới, khi mà nhắc đến là ai cũng biết, ví dụ như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân. Nhưng cũng có những quốc gia mà rất ít người biết đến, hầu như chúng ta chưa từng nghe đến tên các quốc gia đó. Và đến bản thân mình khi mà làm video này thì cũng phải tra Google để biết cách đọc tên những quốc gia này các bạn ạ. Mình tin rằng ở đây 99% các bạn chưa từng nghe tên các quốc gia này. Vậy đó là những quốc gia nào? Hãy cùng với Ghiền Địa Lý khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Và trước khi đi vào nội dung thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều! 10. Vanuatu. Vanuatu, tên chính thức Cộng hòa Vanuatu, là đảo quốc nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương. Quần đảo này nằm ở phía đông Úc, cách 1.750 km. Trước năm 1980, Vanuatu có tên là Tân Hebrides, thuộc sự đồng trị của cả hai nước là Anh và Pháp. Người Việt thời đó gọi Vanuatu là Tân Đảo vì thực dân Pháp thường mộ phu chân đang ở Đông Dương để đi khai phá và canh tác đồn điền ở hai quần đảo gần nhau là New Caledonia và New Hebrides. Vanuatu là một quần đảo san hô và núi lửa gồm có 83 đảo lớn nhỏ, khoảng 75% diện tích đất đai bao phủ bởi các khu rừng nhiệt đới. Nhiều ngọn núi lửa thuộc quần đảo này nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, hiện vẫn còn hoạt động. Đa số những hải đảo là núi non, địa chất phún thạch của những ngọn núi lửa xưa với khí hậu nhiệt đới và bán nhiệt đới. Thành phố lớn nhất là thủ đô Port Vila trên đảo Efes. Thị trấn thứ nhì đó là Luganville trên đảo Espiritu Santo. Vanuatu được công nhận là vùng địa sinh thái đặc biệt thuộc phân khu sinh thái Ecozone Australia. 9. Micronesia. Liên bang Micronesia là một đảo quốc nằm ở Thái Bình Dương, phía đông bắc của Papua New Guinea. Quốc gia này là một quốc gia có chủ quyền liên kết tự do với Hoa Kỳ. Liên bang Micronesia trước đây là một phần của lãnh thổ ủy thác Liên Hợp Quốc do Mỹ điều hành. Liên bang Micronesia nằm ở khu vực có tên là Micronesia. Khu vực này bao gồm hàng trăm hòn đảo nhỏ chia thành 7 lãnh thổ. Từ Micronesia, có thể chỉ đến liên bang này mà cũng có thể chỉ đến toàn bộ khu vực, mặc dù sự thiếu một chính phủ tập trung khiến nó là một tập hợp các bang có chủ quyền, chứ không phải một quốc gia. Micronesia là quốc gia liên bang thuộc quần đảo Micronesia, gồm 600 đảo lớn nhỏ, chiếm phần lớn quần đảo Caroline, trong đó có 4 đảo lớn, Chu Úc, Cochrane, Pohnpei và Jap ở Tây Thái Bình Dương. Về mặt địa chất thì các nhóm đảo này thay đổi từ các đảo có núi cao đến các đảo san hô vòng tương đối thấp với những phần núi lửa lộ thiên. Lãnh thổ phần lớn là biển nên du lịch và ngư nghiệp cũng là ngành quan trọng. Dừa, bột sắn, cà chua là những mặt hàng xuất khẩu. Ngoài ra thì kinh tế còn dựa vào sự trợ giúp của Hoa Kỳ với khoảng 1,3 tỷ đô từ năm 1986 đến năm 2001. Dân số Micronesia hiện khoảng 107.862 người. Dân bản địa của liên bang Micronesia chủ yếu là người Micronesia. 8. Tonga. Các bạn ạ, Tonga tên chính thức là Vương quốc Tonga, là một quần đảo độc lập ở phía nam Thái Bình Dương, nằm vào khoảng 1/3 từ New Zealand đến Hawaii. Quần đảo này còn được biết đến với mật danh là quần đảo thân thiện do thuyền trưởng Cook đặt vì sự tiếp đón nồng hậu mà ông nhận được ở nơi đây. Đây là một điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời và văn hóa độc đáo. Được biết đến với biệt danh quần đảo ngọc Polynesia, Tonga có một lịch sử và di sản văn hóa đa dạng. Tonga là quốc gia duy nhất ở Thái Bình Dương không bị thực dân hóa và vẫn giữ được nền văn hóa truyền thống của mình. Với một dân số xấp xỉ là 100.000 người, dân tộc Tonga có một hệ thống quan hệ xã hội phức tạp và văn hóa tôn giáo sâu sắc. Thủ đô Nuku'alofa là trung tâm chính trị, văn hóa và thương mại của quốc gia. Du khách có thể tham quan nhà hát Tanua, một tòa nhà lịch sử được xây dựng vào năm 1862, và bảo tàng tổng thống, nơi hiện trưng bày những tư liệu về lịch sử và văn hóa của Tonga. Tonga nổi tiếng với những bãi biển trắng rất là đẹp, nước biển trong xanh và dạng san hô thì đa dạng. Các hoạt động như lặn biển, snorkeling và đi thuyền buồm là những trải nghiệm không thể bỏ qua tại đất nước này. Du khách có thể khám phá các đảo nhỏ xung quanh, thăm các làng bản địa truyền thống và tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống như là nhảy múa và hát các bài truyền thống. 7. Palau. Palau, tên chính thức là Cộng hòa Palau, là một đảo quốc ở Tây Thái Bình Dương các bạn ạ. Nước này bao gồm gần 250 hòn đảo tạo thành dãy đảo phía tây của quần đảo Caroline thuộc vùng Micronesia, có diện tích là 466 km2. Đảo đông dân nhất là Coral, thủ đô Anjerunmut của nước này nằm trên đảo Babeldaob gần đó thuộc bang Melekeok.
Palau có biên giới giáp với Indonesia, Philippines và liên bang Micronesia. Những cư dân đầu tiên đến đây vào khoảng 3.000 năm trước từ Philippines và duy trì một cộng đồng cho đến 900 năm trước. Trong Thế chiến thứ hai, nơi đây là chiến trường diễn ra các cuộc đụng độ giữa người Mỹ và người Nhật. Sau chiến tranh thì cùng với các đảo ảo Thái Bình Dương khác, Palau là một phần của lãnh thổ ủy thác quần đảo Thái Bình Dương do Hoa Kỳ quản lý năm 1947. Sau khi bỏ phiếu không tham gia liên bang Micronesia vào năm 1979, quần đảo có chủ quyền hoàn toàn vào năm 1994 theo Hiệp ước Liên kết Tự do với Hoa Kỳ. Palau là một viên ngọc tự nhiên với vẻ đẹp tuyệt vời, một hệ sinh thái biển đa dạng. Với hơn 500 đảo và bãi biển trải dài, Palau được biết đến như là một thiên đường cho du khách yêu thiên nhiên và lặn biển. Palau cũng có hệ thống san hô rất đẹp, trong đó dạn ngũ hành sơn là một điểm đến đặc biệt. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động như là snorkeling và lặn biển chiêm ngưỡng cảnh quan biển đa dạng và các sinh vật biển độc đáo. Ngoài thiên nhiên tuyệt vời, Palau cũng có văn hóa độc đáo và truyền thống phong phú. Với một dân tộc đa dạng và nhiều bộ lạc truyền thống, Palau được biết đến với các buổi biểu diễn truyền thống, múa lân và các lễ hội văn hóa. Du khách có thể thăm các làng bản địa để tìm hiểu về nghệ thuật, truyền thống và phong tục địa phương nữa. 6. Quần đảo Marsan. Quần đảo Marsan, tên chính thức Cộng hòa quần đảo Marsan, là một đảo quốc nằm gần xích đạo trên Thái Bình Dương, hơi chệch về phía tây đường đổi ngày quốc tế. Về mặt địa lý thì quốc gia này là một phần của nhóm đảo Micronesia lớn hơn. Dân số của đảo Marsan là 53.158 người, cư ngụ trên 29 dạng san hô vòng, gồm 1.156 đảo và đảo nhỏ. Nước này có đường biên giới, đường biển với liên bang Micronesia về phía đông, đảo Wake về phía bắc, Kiribati về phía đông nam và Nauru về phía nam. Khoảng 27.797 người, thống kê năm 2011, sống tại Majuro, thủ đô đất nước. Marsan là một điểm đến độc đáo và hấp dẫn với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời và văn hóa đa dạng. Với hơn 1.000 đảo nhỏ và dạng san hô, Marsan là một thiên đường cho du khách muốn khám phá và trải nghiệm cuộc sống biển. Thủ đô Majuro là trung tâm chính trị và kinh tế của quốc gia. Du khách có thể thăm bảo tàng Aleli, nơi trưng bày những tư liệu về lịch sử, văn hóa và địa lý của Marshall Island. Thành phố còn có các chợ địa phương, nơi du khách có thể khám phá và trải nghiệm đặc sản địa phương. Marshall là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên và lặn biển. Với nhiều điểm lặn biển phong phú như dạng san hô Bikini Atoll và Rongelap Atoll, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đa dạng của sinh vật biển, cá sấu và dạng san hô. 5. Sao Tome và Príncipe. Sao Tome và Príncipe, tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Príncipe, là một đảo quốc gần Gabon tại châu Phi. Sao Tome là tên gọi Thánh Toma trong tiếng Bồ Đầu Nha. Đây là hai đảo nằm ở vịnh Guinea, là một quốc gia nhỏ bé nhưng rất hấp dẫn ở châu Phi. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và văn hóa độc đáo, đây là một điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa. Sao Tome là hòn đảo chính của quốc gia, với thủ đô cùng tên. Thành phố cổ Sao Tome được bao quanh bởi các tòa nhà kiến trúc thời thực dân Bồ Đầu Nha và là nơi có nhiều điểm tham quan lịch sử và văn hóa. Du khách có thể tham quan cung điện đa dạng Cidade, nhà thờ mẹ xinh đẹp và bảo tàng quốc gia, nơi trưng bày nhiều hiện vật về lịch sử và văn hóa của quốc gia. Príncipe, hòn đảo nhỏ hơn, mang đến cho du khách một trải nghiệm thực sự trong môi trường tự nhiên. Với rừng mưa nhiệt đới dày đặc và bãi biển hoang sơ, Príncipe là một thiên đường cho những người muốn khám phá và tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời. Sao Tome và Príncipe là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên. Với các khu bảo tồn tự nhiên như là công viên quốc gia Obo, công viên quốc gia Ongwe, du khách có cơ hội ngắm nhìn các loài động vật quý hiếm và đa dạng như là khỉ, chim và loài cá đặc biệt. Ngoài ra thì du khách có thể tham quan các hoạt động như là câu cá, lặn biển và đi bộ đường mòn để khám phá hệ sinh thái phong phú của quốc gia. 4. Comoros. Comoros, tên đầy đủ là Liên bang Comoros, là một quốc đảo ở châu Phi nằm giữa eo biển Mozambique trên Ấn Độ Dương. Đây là quốc gia có diện tích nhỏ thứ tư châu Phi. Thủ đô và thành phố lớn nhất của Comoros là Moroni. Comoros là thành viên của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Cộng đồng Pháp ngữ và là thành viên duy nhất của Liên đoàn Ả Rập nằm ở Nam Bán Cầu. Comoros có địa hình chủ yếu là cao nguyên đất Bazan thoải dần về phía các dải đồng bằng hẹp ven biển. Với diện tích 2.235 km², quốc đảo này là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Khí hậu nhiệt đới với hai mùa phân biệt tương đối rõ rệt. Nhiệt độ đạt trung bình 29-30 độ C trong tháng 3. Tháng nóng nhất trong mùa mưa là tháng 2 và nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C trong mùa lạnh. Mùa khô gọi là Kusi bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 11. Comoros là một viên ngọc với vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và văn hóa đa dạng. Với núi lửa, rừng nhiệt đới và bờ biển tuyệt đẹp, Comoros là một điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá thiên nhiên hoang dã.
Comoros cũng có các bãi biển tuyệt đẹp và dạng san hô. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động như là lặn biển, đi câu cá và tham quan các dạng san hô để khám phá đời sống biển đa dạng và độc đáo. 3. Kiribati. Kiribati, tên chính thức là Cộng hòa Kiribati, là một quốc đảo có khí hậu nhiệt đới nằm vùng trung tâm Thái Bình Dương. Nước này có tổng cộng 32 đảo san hô vòng và một đảo san hô cao, trải trên một diện tích khoảng 3,5 triệu km2, rải rác quanh đường xích đạo và giáp với đường đổi ngày quốc tế về phía đông. Cái tên Kiribati là phát âm địa phương của từ Gilbert, xuất phát từ đảo chính của nước này là quần đảo Gilbert. Kiribati giành được độc lập từ Anh Quốc vào năm 1979. Nước này là một thành viên thuộc khối thịnh vượng Trung Anh, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới và trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc năm 1999. Kiribati là một thiên đường du lịch với cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp và văn hóa đa dạng với hơn 30 hòn đảo và dạng san hô phong phú. Kiribati là một điểm đến lý tưởng cho những người muốn tận hưởng bầu không khí biển, tham gia các hoạt động ngoài trời và khám phá đời sống biển. Kiribati nổi tiếng với các bãi biển hoang sơ và dạng san hô tuyệt đẹp. Du khách có thể tắm biển, tham gia các hoạt động như lặn biển, lướt ván và câu cá để khám phá vẻ đẹp độc đáo của đại dương. Đặc biệt dạng san hô Christmas Island là một điểm đến phổ biến cho những người yêu thích lặn biển, nơi du khách có thể trải nghiệm sự đa dạng của hệ sinh thái biển. 2. Nauru. Nauru, tên chính thức là nước Cộng hòa Nauru, là một đảo quốc tại Micronesia thuộc Nam Thái Bình Dương, với 9.378 cư dân sống trên một diện tích 21 km2. Nauru là một quốc gia nhỏ nhất tại Nam Thái Bình Dương, nhỏ thứ 3 trên thế giới về diện tích, chỉ sau Vatican và Công quốc Monaco. Quốc gia đầu tiên không có thủ đô hay thành phố và là đảo quốc nhỏ nhất trên thế giới. Ngoài ra, Nauru còn là nước Cộng hòa có diện tích nhỏ nhất trên thế giới. Nauru là một điểm đến du lịch độc đáo với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và lịch sử phong phú, với bờ biển tuyệt đẹp, rừng nhiệt đới và di sản văn hóa đặc biệt. Nauru hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Nauru nổi tiếng với các bãi biển tuyệt đẹp và nước biển trong xanh. Du khách có thể tắm biển, thả mình dưới ánh nắng mặt trời và tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như lướt sóng và lặn biển. Bãi biển Anibar là một trong những điểm đến phổ biến nhất với cát trắng mịn và nước biển trong xanh sạch. Nauru cũng là một thiên đường cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Các đường mòn dẫn đến đỉnh Nauru, một ngọn đồi nhỏ tại trung tâm đảo, mang lại cho du khách cơ hội tận hưởng cảnh quan đồng cỏ và nhìn toàn cảnh. Điều này cũng cho phép du khách tìm hiểu về hệ sinh thái độc đáo của Nauru và ngắm nhìn các loài động vật quý hiếm. 1. Tuvalu. Tuvalu còn được biết với tên quần đảo Ellis, là một đảo quốc thuộc vùng phía Nam Thái Bình Dương, nằm giữa Hawaii và Úc. Diện tích Tuvalu bao gồm các đảo đá ngầm và san hô và vùng rừng rậm chỉ rộng khoảng 26 km2, đứng hàng thứ tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ nhỏ nhất thế giới, sau Vatican 0,44 km2, Công quốc Monaco 1,95 km2 và Nauru 21 km2. Với một dân số nhỏ khoảng 11.000 người, Tuvalu được coi là quốc gia có dân số thấp nhất trên thế giới. Tuvalu bao gồm 9 hòn đảo nhỏ, trong đó có Funafuti là đảo chính và thủ đô của quốc gia. Đảo này nổi tiếng với bãi cát trắng tuyệt đẹp và nước biển trong xanh, là nơi thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Môi trường tự nhiên của Tuvalu là một trân châu thiên nhiên với dạng san hô tuyệt đẹp và đa dạng sinh học biển phong phú. Tuy nhiên, Tuvalu đang đối mặt với những thách thức lớn do biến đổi khí hậu và tăng mực nước biển. Với độ cao trung bình chỉ khoảng 2 mét trên mực nước biển, quốc gia này đang gánh chịu nguy cơ mất mát đất liền và sự di rời của dân cư. Tuvalu đã trở thành một giọt nước mắt biểu tượng của tình trạng biến đổi khí hậu và cần gấp rút được giải quyết trên trường quốc tế. Văn hóa Tuvalu phản ánh sự chịu đựng và sáng tạo của người dân trong môi trường tự nhiên hạn chế. Nhảy múa, ca hát và truyền thuyết truyền miệng đều là những truyền thống văn hóa quan trọng của họ. Họ cũng rất tự hào với ngôn ngữ Tuvaluan, một ngôn ngữ Polynesia độc đáo. Kinh tế Tuvalu chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đặc biệt là nuôi cá và trồng cây trồng trọt nhỏ. Đảo Funafuti là trung tâm kinh tế chính của quốc gia với các hoạt động thương mại và dịch vụ. Du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Tuvalu, du khách đến đây để trải nghiệm cảnh quan tuyệt đẹp và tắm biển. Các bạn thân mến, vừa rồi chính là 10 quốc gia ít người biết đến nhất trên thế giới. Bạn ấn tượng với quốc gia nào nhất? Hãy comment xuống phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.